Xin chào anh chị và các bạn. Với khát vọng nâng cao nhận thức và năng lực tài chính của người Việt Nam, AssetFin xây dựng kênh YouTube Tự do Tài chính là nơi để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra từ câu chuyện của các khách hàng tại AssetFin và những câu chuyện thực tế mà chúng tôi sưu tầm. Chuỗi nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ xoay quanh 5 vấn đề trong quản lý tài chính cá nhân, kèm theo đó là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải trong mỗi lĩnh vực, đó là kiếm tiền hạnh phúc, tiết kiệm kỷ luật, chi tiêu thông thái, bảo vệ thông minh và đầu tư hiệu quả. Dành cho những vị phụ huynh muốn dạy con về quản lý tài chính, chúng tôi có dành tặng ebook Cùng con tự do tài chính miễn phí dưới phần mô tả. Còn sau đây, mời anh chị và các bạn, chúng ta cùng đi vào nội dung của bài ngày hôm nay. Tại Milan, Ohio, có một cậu bé khác với những người bạn cùng lứa, thụ động trong lớp. Cậu bé này rất thích đặt câu hỏi và tò mò mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên, cậu thường hỏi những câu hỏi kỳ quặc và thành tích học tập cũng không xuất sắc, thậm chí bị giáo viên cho là chậm hiểu. Vì vậy, giáo viên ở trường không ưa cậu và thường gọi cậu là kẻ dối trí. Một ngày nọ, thầy hiệu trưởng đưa cho cậu một bức thư và nói rằng hãy về đưa cho mẹ đọc. Cậu bé hốt hải chạy về đưa cho mẹ. Sau khi xem xong bức thư, người mẹ ứa nước mắt và nói không nên lời khiến cậu bé ngẩn người, tò mò hỏi mẹ: "Trong thư thầy viết gì vậy mẹ?" Cố gắng lấy lại bình tĩnh, mẹ cậu nhẹ nhàng đáp lại: "Thầy viết, con bà là một thiên tài. Trường học này hơi bé với khả năng của thằng bé, nên chúng tôi nghĩ nó cần được học tại một môi trường tốt hơn." Kể từ đó, cậu bé được mẹ, cũng từng là giáo viên ở Canada kèm cặp, dạy dỗ mà không đến trường thêm lần nào nữa. Cậu bé ấy chính là Thomas Edison. Nhiều năm sau đó, mẹ của Edison qua đời, còn con trai bà thì trở thành một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất thế kỷ 20, một thương nhân nổi tiếng. Ông đã phát triển rất nhiều những thiết bị có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và sự phát triển của con người trong thế kỷ 20. Một nhà báo đã đặt cho ông danh hiệu đó là Thầy Phù Thủy ở Menlo Park. Edison được coi là một trong những nhà phát minh, nhà khoa học vĩ đại và giàu ý tưởng nhất trong lịch sử. Ông giữ 1093 bằng sáng chế tại Hoa Kỳ dưới tên ông, cũng như các bằng sáng chế ở Anh Quốc, Pháp và Đức, tổng cộng lên đến 1500 phát minh trên toàn thế giới. Một ngày nọ, khi ngồi xem lại kỷ vật của gia đình, Edison thấy bức thư năm nào trong chiếc hộp của mẹ. Nhà phát minh mở ra và đọc. Ông rất sốc khi nội dung trong thư khác hoàn toàn so với những lời mẹ đọc năm xưa. Trong thư viết: "Con trai ông bà là đứa trẻ rối trí, chúng tôi không thể chấp nhận cho cậu ta đi học được nữa." Edison đã khóc hàng giờ sau khi đọc lá thư năm nào. Thiên tài viết trong nhật ký rằng Thomas Alva Edison là một đứa trẻ rối trí. Vậy mà nhờ có một người mẹ tuyệt vời, cậu đã trở thành thiên tài của thế kỷ. Thomas Edison được biết đến như một nhà phát minh lỗi lạc của nhân loại. Thế nhưng tuổi thơ của Edison lại gắn liền với những chuỗi thất bại. Trong lớp học của những năm 1800, Thomas Edison gặp rất nhiều khó khăn trong học tập bởi mắc chứng khó đọc. Rất ít người biết về chứng bệnh này vào thời điểm đó. Phải đến đầu những năm 1900, tức hàng chục năm sau khi Edison rời trường, những nghiên cứu đầu tiên về chứng khó đọc mới được thực hiện. Thầy giáo của Edison đã cùng vợ mình dạy bọn trẻ nhớ bài bằng cách đọc to lên. Khi một đứa trẻ quên mất câu trả lời hoặc không học thuộc đủ tốt, thầy sẽ đánh bằng roi ra. Vợ ông cũng tán thành cách giáo dục này với suy nghĩ đòn roi sẽ giúp hình thành thói quen học tập tốt cho trẻ. Đòn roi của bà thậm chí còn nặng hơn cả chồng. Edison bối rối bởi cách dạy học này. Cậu bé không thể học trong nỗi sợ hãi. Cậu cũng không thể ngồi yên và ghi nhớ. Cậu thích nhìn ngắm mọi thứ bên ngoài và đặt câu hỏi. Nhưng thầy giáo thì bực tức với các câu hỏi của Edison. Vì lý do này, cậu không học được bao nhiêu từ trường học trong mấy tháng đầu và luôn đạt điểm kém. Thậm chí, cha của Edison cũng cho rằng ông có vấn đề về thần kinh và chậm phát triển. Bác sĩ gia đình thì e ngại rằng trí não của ông đã bị tổn hại từ thuở lọt lòng. Bản thân ông cũng là đứa trẻ yếu ớt và hay đau ốm, đến mức người ta lo sợ rằng ông không thể sống đến trưởng thành. Khi tất cả mọi người đều quay lưng và chối bỏ Edison, thì vẫn có một người ở đấy. Đó chính là bà Nancy Alios, mẹ của Edison. Bà không bao giờ từ bỏ hy vọng vào con trai mình.
Niềm tin và sự hy sinh ấy đã nâng đỡ và đánh thức tiềm năng trong Edison, gieo cho ông hạt giống niềm tin để chúng lớn lên và mạnh mẽ đến tận sau này. Nếu người mẹ đó không phải là bà Elliot, không động viên, khuyến khích, đồng hành cùng con, giúp đỡ và ở bên con khi cả xã hội quay lưng, liệu thế giới của chúng ta có thể có sự xuất hiện của một thiên tài với 1.500 bằng phát minh trên toàn thế giới? Liệu chúng ta có được sống dưới ánh sáng của bóng đèn điện? Và liệu có được chứng kiến những phát minh như là máy ghi âm? Chính tình yêu của người mẹ, sự đồng cảm và thấu hiểu của gia đình với con trẻ đã giúp đỡ và thay đổi con người từ đứa trẻ rối trí đến thiên tài của thế kỷ. Cảm ơn anh chị và các bạn đã đi cùng AZFIN đến những phút cuối cùng của bài chia sẻ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có video mới vào mỗi tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Hy vọng với những kiến thức thực tế này sẽ giúp anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị đã có con, rút ra những bài học hữu ích cho bản thân, người thân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ trong tương lai. Qua đó giúp tài chính mỗi gia đình trở nên thịnh vượng, Việt Nam của chúng ta trở nên hùng cường.